Thêm một cái điều chú ý mà anh em ít khi mà bảo dưỡng định kỳ, nó nằm ở cái chỗ này, mặt đạn rất là quan trọng nha. Thường thì tầm 2 đến 3 năm, 3 năm trung bình là 3 năm nếu mà ở cái xe của các bạn ở những cái nơi mà đường xấu nhiều á, đường đất đường xấu nhiều thì mình nên thay mặt đạn ở 2 năm đó. Hoặc cái người nào mà người ta có cái cảm nhận về xe tốt á thì sẽ thấy để ý khi mà nó đã rạo hay bánh nó đã có tiếng kêu hay là nó không chuẩn hơi lắc, thì cái đó là phải có cảm nhận sớm nha đó, phải biết cảm nhận về xe đó, thì mới vậy. Còn không thì mình nên thay theo định kỳ từ 2 đến 3 năm. Mình chỉ nói chung chung ha, nó sẽ có một cái mốc là phải coi cái hoàn cảnh của chiếc xe nó ở hay hoạt động ở cái mức độ như thế nào, con đường như thế nào mà mình có một cái khoảng thời gian thay mặt đạn. Anh em nghĩ nó chỉ bể mặt đạn thôi đúng không? Vậy bể mặt đạn nó phá cái gì? Nó phá cái bánh xe. Thì đang gặp khó khăn cái chỗ là nó dính cái vòng bi ngoài ở cái đùm này thôi. Nhưng mà cái này cũng chưa phải là cái quan trọng. Nếu mà đi một khoảng thời gian lâu mặt đạn bánh này nè, nó sẽ chịu cái trọng lượng của nguyên chiếc xe lên 2-4 cái mặt đạn này. Đó, bánh xa thì nó có thêm một mặt đạn cùi dĩa à, thì nó sẽ bị quanh cái mâm. Nhưng mà nó quanh cái này khác, khi mà anh em đi vấp vô ổ gà hay là tông té ngã gì nha, cái quanh ở những cái trường hợp đó là quanh bên ngoài nha. Còn cái quanh ở cái trường hợp bể mặt đạn là nó sẽ quanh bên trong, nó quanh từ trong cái cùi ra. Thường anh em thấy cái dĩa nó bị cong á, mà không phải lý do là tháo mâm đồ á, là chắc chắn là ở mặt đạn. Mà cái mâm mà nó bị quanh từ trong mặt đạn á, là trong cái đùm này nó quanh ra là sửa không có được nha anh em. Đi nắng đi làm gì cỡ nào cũng không bao giờ chuẩn được à, nó bị chẹo, nó phá từ trong đùm ra là bó tay. Chỉ có những cái tai nạn nha, té ngã đâm đụng gì nó quanh từ bên ngoài nè, thì mình cân lại được, mình ép lại mình cân lại chuẩn được. Còn bể mặt đạn trong ra coi như bỏ cái mâm luôn, cũng không bao giờ chính xác được nữa đó. Đừng nghĩ nó nha, những cái thứ này rất là quan trọng. Này chạy nó bị sàn luôn, nó sàn nó lắc qua một bên luôn, mở ra nó bị bể cái mặt đạn. Nhưng mà chưa đến nỗi là phải là hư cái nó chưa cong dĩa, có nghĩa là nó chưa bị quanh, nó vẫn thời kỳ đầu thôi. May mắn là chủ xe thấy gì nó kỳ kỳ nên không dám chạy, cho xe chở lên đó. Mình thận trọng thì mình đỡ bị hại đó. Rồi, thấy nào chia sẻ đó thôi. Cảm ơn anh em nhiều.